Mini Việt Nam xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Cứ ngỡ rằng sau lỗi hẹn với gia đình không thể về quê ăn Tết thì ra riêng sẽ về Việt Nam cũng không muộn. Nhưng không ngờ bây giờ Việt Nam tình hình dịch bệnh lại diễn biến phức tạp như vậy. Trước giờ để có được một tấm vé máy bay về Việt Nam đã khó thì bây giờ về Việt Nam lại càng khó hơn. Hy vọng hộ chiếu vaccine là tấm thẻ bài có thể miễn cách ly 14 ngày. Nhưng bây giờ tấm thẻ bài này cũng không là gì khi Việt Nam có quy định mới yêu cầu phải cách ly tập trung dài hơn 14 ngày. Thông tin này thực hư ra sao và quý cô chú anh chị và các bạn sẽ phải thực hiện thế nào với những quy định mới ngày càng khắt khe hơn như vậy? Tại sao Việt Nam lại làm khó nhau như vậy? Thông tin dưới đây Mini Việt Nam sẽ chia sẻ để quý vị có thể hiểu rõ để chúng ta khi về Việt Nam sẽ không khỏi phải bỡ ngỡ trong thời gian sắp tới. Sáng hôm nay, ngày 4 tháng 5, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn của Cục Y tế Dự phòng. Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành phố tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung kể cả khu cách ly của quân đội hay của dân sự quản lý. Thông báo này áp dụng cho tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly COVID-19. Theo Bộ Y tế thì thông tin khẩn cấp này vừa được gửi sáng nay của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 Vũ Đức Đam. Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế Dự phòng các tỉnh, thành phố báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly tối thiểu 14 ngày và có 2 lần xét nghiệm âm tính. Do thời gian gần đây có một số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với COVID-19, làm lây lan dịch. Lý do mà Việt Nam yêu cầu phải cách ly tập trung hơn 14 ngày là vì trước đó, hệ thống giám sát dịch ngày 29 tháng 4 ghi nhận bệnh nhân 2899, địa chỉ tại Hà Nam dương tính COVID-19. Bệnh nhân 2899 này nhập cảnh Đà Nẵng ngày 7 tháng 4 từ Nhật Bản, được cách ly tập trung ngay tại Đà Nẵng. Mặc dù bệnh nhân đã được ra khỏi khu cách ly sau 14 ngày cách ly tập trung và trong thời gian cách ly cả 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính, tuy nhiên hiện nay đã xác định bệnh nhân 2899 này đã lây lan và liên quan ít nhất 15 ca bệnh khác tại 4 tỉnh, thành phố. Có khả năng bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hà Nam đã nhiễm biến chủng virus mới. Theo cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam cho biết bệnh nhân 2899, quê ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân là công dân Việt Nam từ Nhật Bản về đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, người này sau khi về nhà không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch ở địa phương mà vẫn tổ chức ăn uống gây lây lan dịch bệnh cho các cá nhân khác. Đáng nói ngày 24 tháng 4, bệnh nhân 2899 có những biểu hiện ho, sốt nhưng không được xét nghiệm kịp thời dẫn đến lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Trên cơ sở ý kiến về quyết định kỷ luật, xử lý vi phạm các tổ chức cá nhân vi phạm, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định các hình thức kỷ luật, xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm trong việc phòng chống dịch như sau. Đối với bệnh nhân 2899 đã hoàn thành cách ly tập trung nhưng chưa thực hiện nghiêm các quy định của địa phương về tự cách ly tại nhà, trước hết phải xử lý phạt hành chính. Giao cho công an tỉnh và các ngành thực thi pháp luật rà soát lại hồ sơ vụ việc, nếu hồ sơ đủ căn cứ vi phạm sẽ truy cứu hình sự đối với bệnh nhân này. Đối với trạm trưởng trạm y tế xã Đạo Lý biết tình trạng của bệnh nhân 2899 có những biểu hiện ho, sốt, lại mới nhập cảnh về Việt Nam nhưng chưa xử lý và giải quyết kịp thời sự việc gây ra hậu quả lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Trước mắt yêu cầu kiểm điểm, tùy theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao công an tỉnh rà soát toàn bộ hồ sơ, cá nhân nào thuộc Sở Y tế, thuộc huyện Lý Nhân hay xã Đạo Lý vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Người hết cách ly tập trung phòng COVID-19 phải làm gì mới không vi phạm? Người đã hoàn thành cách ly tập trung tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú. Hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế đến nơi đông người. Thường xuyên thực hiện theo biện pháp 5K của Bộ Y tế. Sáng mùng 4 tháng 5, Bộ Y tế thông báo khẩn tới các trung tâm kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh, thành phố để báo cáo Ban chỉ đạo chống dịch của tỉnh liên quan việc từ 0 giờ ngày mùng 4 tháng 5. Các địa phương tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung, cả của quân đội, dân sự quản lý đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly, tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính.
Chính sách tạm thời này được đưa ra do thời gian gần đây có một số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2, làm lây lan dịch. Những người nhập cảnh đủ điều kiện ra khỏi khu cách ly, theo quy định cũ này sẽ chờ cho tới khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19. Nếu tính cả nam chuyên gia Ấn Độ ở Hà Nội vừa phát hiện dương tính SARS-CoV-2 sáng nay, từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã có 3 trường hợp sau khi hết cách ly tập trung. Có 2 đến 3 lần âm tính lại nhận kết quả dương tính khi trở về nơi cư trú. Kết quả đã có ít nhất 35 người liên quan những trường hợp này dương tính SARS-CoV-2. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh vai trò, ý thức tuân thủ pháp luật của công dân, chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam sau khi hết thời gian cách ly. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, tại buổi làm việc khẩn với tỉnh Vĩnh Phúc khi tỉnh này phát hiện chùm ca bệnh ở quán Sunny, thành phố Phúc Yên liên quan chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2 sau khi hết cách ly, nhấn mạnh điều này. Ông cho biết dù không bắt buộc phải cách ly thêm 14 ngày tại nhà, nhưng người vừa ra khỏi khu cách ly tập trung về nơi cư trú phải thông báo cho chính quyền địa phương, theo dõi sức khỏe 14 ngày và thông tin cho cán bộ y tế về tình hình sức khỏe, hạn chế đến nơi đông người. Hạn chế tiếp xúc, nếu tiếp xúc phải có phương tiện bảo hộ, khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách. Nếu người từ khu cách ly về tuân thủ các quy định như đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người khác khi không cần thiết, khai báo y tế đầy đủ thì sẽ không có những vụ việc như vừa rồi xảy ra, không để bệnh lây lan sang các tỉnh. Chuyên gia Trần Đắc Phu chia sẻ. Ông cũng nhấn mạnh, việc đi uống bia rượu, hát karaoke, không đeo khẩu trang, chính là vi phạm và quy định áp dụng biện pháp phòng bệnh cá nhân sau 14 ngày cách ly tập trung. Quy định rất cụ thể trách nhiệm bên giao, bên nhận, người cách ly và chính quyền cơ sở. Theo công văn số 425 hướng dẫn bản giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ngày 19 tháng 1 năm 2021, việc tổ chức bàn giao, tiếp nhận và đưa đón người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú tiếp tục theo dõi, giám sát y tế 14 ngày. Kể từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly phải theo nguyên tắc là khi địa phương tiếp nhận người hết thời hạn cách ly tập trung phải có đầy đủ điều kiện, giấy tờ, kết quả xét nghiệm. Đơn vị quản lý khu cách ly tập trung phải hướng dẫn cụ thể cho người đã hoàn thành cách ly tập trung tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế đến nơi đông người, thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng hộ cá nhân khác. Sở Y tế ở địa phương nơi thực hiện cách ly tập trung, tức là nơi giao có văn bản thông báo danh sách những người đã hoàn thành cách ly ngay khi họ có quyết định hoàn thành cách ly cho Sở Y tế tỉnh. Thành phố nơi người hoàn thành cách ly về lưu trú và các đơn vị liên quan, tức là nơi nhận biết để tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát y tế trong 14 ngày tiếp theo. Người cách ly phải khai báo với bí thư chi bộ thôn, khu phố, trưởng thôn, khu phố khi về đến nơi lưu trú và phải có cam kết thực hiện việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú. Phải chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung về tình trạng sức khỏe và ghi nhật ký tiền sử tiếp xúc gần cho đến khi hết 14 ngày tiếp theo. Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi người hoàn thành cách ly về lưu trú tại địa phương tiếp nhận thông tin về những người đã hoàn thành cách ly về địa bàn cư trú, có kế hoạch và thực hiện quản lý, kiểm tra, theo dõi y tế họ cho đến hết 14 ngày. Lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế nhấn mạnh sau khi hoàn tất thời gian cách ly, có những tỉnh, thành phố tiếp tục yêu cầu người nhập cảnh xét nghiệm RT-PCR thêm hoặc yêu cầu cách ly thêm. Tuy nhiên, điều chắc chắn là trường hợp người hết cách ly đang theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú thấy có bất thường về sức khỏe như sốt, có triệu chứng của đường hô hấp, ho, khó thở, đau họng, thì đề nghị ở nhà và nhanh chóng điện thoại liên hệ tới cơ quan y tế ngay để được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, cần nêu rõ mình đang trong thời gian 14 ngày sau khi hoàn tất cách ly. Theo quy định, nếu đi bằng phương tiện vận tải đường bộ, người hết cách ly tập trung phải đi bằng xe riêng, do người hoàn thành cách ly hoặc cơ quan sử dụng người nhập cảnh hoặc chủ cơ sở cách ly tập trung hoặc địa phương bố trí. Xe phải được đăng ký trước với đơn vị quản lý khu cách ly tập trung, không tổ chức đưa đón đông người, chỉ gồm lái xe hoặc và người giám sát đi cùng. Người hoàn thành cách ly, lái xe hoặc người đi cùng, nếu có phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển, bố trí, sử dụng thường xuyên dung dịch sát khuẩn tay khi lên, xuống xe và trong suốt quá trình di chuyển. Cài đặt và mở ứng dụng truy vết Bluezone liên tục và áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo quy định. Đặc biệt lưu ý hạn chế tiếp xúc gần dưới 2 mét với người khác trong quá trình di chuyển.
hạn chế dừng, đỗ ăn uống dọc đường, tốt nhất đi thẳng từ khu cách ly tập trung về nhà, nơi lưu trú. Nếu di chuyển bằng phương tiện vận tải hàng không, tàu, cần thông báo. Liên hệ trước với đơn vị vận chuyển về việc người cách ly đã hoàn thành cách ly tập trung để đơn vị vận chuyển biết, có phương án bố trí các biện pháp phòng chống dịch như vị trí chỗ ngồi, các biện pháp phòng chống lây nhiễm. Khi sử dụng phương tiện, người hoàn thành cách ly thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân, phòng lây nhiễm theo quy định của đơn vị vận chuyển trong suốt quá trình di chuyển, thường xuyên đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn tay trước, trên máy bay, tàu trong suốt quá trình di chuyển, khai báo y tế, cài đặt và mở ứng dụng truy vết Bluezone liên tục và áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo quy định. Mini Việt Nam xin tạm dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.